luồn tay qua và làm sao phải đè cái gì, cái sợi chỉ này xuống, sợi chỉ chính mình cầm ấy, đây này, đến đây có băn khoăn gì không? Dễ mà, úp xoay tay lại chúng ta lấy là xong. Được thế nào? Một, đấy là một ngón. Hai ngón thì thế nào? Hai ngón thì đương nhiên là chúng ta phải cầm bằng hai ngón buộc, thì còn mấy ngón cầm? Ba ngón. Đây, hai ngón. Thì hai ngón buộc, chúng ta lấy ngón cái kéo sợi chỉ nha. Bên này xem trước, tí rồi tôi sẽ làm tay này, tôi này xem sau. Nè, kéo sợi chỉ về và đẩy sợi chỉ trong lòng bàn tay lên, đẩy ra phía phía trước, hiểu đúng không? Cái tay chỉ không buộc này này, đẩy ra phía phía trước và đồng thời ngón trỏ đè vào giữa hai sợi chỉ và chúng ta ngửa tay lên. Như vậy là chúng ta rút sợi này là xong, đúng không? Hai ngón dễ không? Rất dễ. Nào, làm lại nhá. Đấy. Dễ không? Rồi. Đây bên này xem nhá. Chúng ta sẽ phải tập buộc cả hai tay. Được chưa nào? Được chưa nào? Xong. Hai ngón. Ba ngón thế nào? Đã ba ngón thì đương nhiên phải cầm bằng hai ngón. Đây. Chúng ta chỉ việc thì cầm sợi chỉ đang úp tay này, đang ngửa tay lên. Được chưa nào? Đặt sợi chỉ ở tay còn lại lên ngón giữa. Và chúng ta luôn qua. Vậy là xong. Dễ không? Đấy. Thế nhá. Vậy thì